Hôm nay ngày 24 tháng 6, tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại lễ báo công, Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ, trong 5 năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an tỉnh đã được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ với nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Do vậy đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi và trở thành động lực thúc đẩy các đơn vị địa phương, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các tiêu chí thi đua đề ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trước anh linh Bác, lực lượng Công an Bắc Ninh hứa sẽ phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, 30 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng. Trước đó, ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 cho 791 cán bộ chiến sĩ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 cho 791 cán bộ chiến sĩ. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định cho đại diện các cán bộ được thăng quân hàm cấp tá. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh được thăng cấp, nâng lương đợt này. Đồng chí nhấn mạnh việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với sự cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ, động viên các cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, đánh dấu quá trình phấn đấu rèn luyện trong niên hạn của mỗi cán bộ chiến sĩ. Qua đó, mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác để xứng đáng với cấp bậc hàm và hệ số lương mới được hưởng.